thấy là da chị được cải thiện rất rõ, da chị rất căng bóng lên, không còn khô da nữa, và ngay chỗ mũi và hai cánh má, lỗ chân lông được xe khít lại. Có vết thâm thì được mờ đi, buồn thâm mắt của chị thì được giảm rất rõ. Sau 3 buổi thì chị có cảm nhận là da chị căng bóng hơn, rồi lỗ chân lông nó cũng nhỏ hơn, nhìn da nó sáng dần lên và nó có sức sống hơn á. Chị rất là sợ đau mà khi chị làm ở đây chị cảm thấy rất là hài lòng. Trước khi làm thì bác sĩ có ủ tê cho chị, sau đó thì chị cảm thấy bác làm rất là mát tay. Lâu lâu thì chỉ có hiện tượng châm chích nhẹ nhẹ thôi, nhưng nó cũng không có đáng kể. Sau khi đến đây BB Thanh Mai sử dụng cái liệu trình nano này thì da mình đã sáng đều màu hơn, căng bóng hơn, và đặc biệt là da mình không còn một những cái vết thâm của mụn để lại, rồi mắt thì cũng không còn thâm nhiều như trước nữa. Và đặc biệt hơn là khi mà mình để tay lên mặt, thật là bất ngờ là tay mình cảm nhận được là da mình rất là căng bóng, mềm mịn hơn, như là da em bé luôn. Và nó cấp ẩm đầy đủ cho da nên sờ rất là thích. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, Thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực,